Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Thì như các bạn đã nhìn thấy, đây là cái mẫu đơn nhé. Cái này thì bản chất của nó là màu vàng này các bạn nhé. Và bây giờ thì nó đang có hai màu ở trên cùng một cây này. Và cây này thì mình đã tiến hành là ghép màu cái màu đỏ này vào thân gốc của màu vàng nhé. Đây thì ngọn nó là ngọn màu vàng là cái ngọn này nhé. Đấy, và cái cành ghép thì bây giờ nó đã ra hoa rồi. Đây thì cái bông vàng là tàn này. Cây này thì nó cũng chưa nhiều hoa lắm bởi vì là cái này thì mình tỉa nó nhiều, tức là nó có lên ngọn dài này là mình cắt rồi. Do vậy là mình đang tạo tán cho nó, do vậy là nó sẽ không có nhiều hoa như những cái cây khác. Đấy thì cái cách mà tạo ra cái cây mẫu đơn nhiều màu này thì một lúc nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ ghép, cái kỹ thuật mà chúng ta ghép cái một cái cây vàng và một cây đỏ. Như này là một cây đỏ và một cây gốc vàng. Tức là cây này là mình đã ghép cái một cái cành đỏ vào một cái gốc nó màu vàng. Và đây là cái vết ghép của mình. Đây thì nó đã liền được và nó lên khỏe rồi. Đây, như vậy là mình nhìn thấy cái cành có hoa này nhé. Đó, thì đây là cái vết ghép lên rất là khỏe rồi, có hoa rồi. Gốc của cây này là màu vàng các bạn nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy cái mắt ghép của cái cành cây vàng này. Đây mình đang để, mình đang có một cái cây vàng để làm cái mắt ghép, chọn là mắt ghép. Thì đây là một cái gốc màu đỏ bạn nhé. Đây, mình sẽ tiến hành là ghép cái các cái cành màu vàng vào cái gốc này. Đấy. Sau này mình sẽ nuôi nó thành một cái cây một thân, làm một thân một cốt lên. Và bây giờ mình sẽ làm thành cây này hai màu. Để mà được một cây mẫu đơn thì hai màu mà lại cây một thân thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian các bạn nhé. Rất nhiều thời gian. Tính bằng năm. Đây là cái mắt ghép. Mình sẽ chuẩn bị để mà ghép. Bỏ bớt lá đi. Để chúng ta sẽ ghép nó vào đây. Trước tiên thì mình sẽ cắt đi nhé. Cắt đi một đoạn này. Đó. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị cái mắt ghép. Các bạn cũng chỉ cần lấy một đốt đến hai đốt thôi. Ở đây mình sẽ lấy một đoạn như này thôi. Mai sau thì mầm nó sẽ mọc ra ở đây và ở đây. Mình có thể ghép từ đây lên hoặc là ghép chỉ lấy một mắt thôi. Mình có thể ghép một mắt thôi. Đây thì mình sẽ bỏ bớt đi. Bớt đi như này các bạn nhé. Đấy, mình sẽ bỏ bớt đi như này. Mình sẽ tiến hành là vót cho hai mặt, ghép theo hình nêm. Còn nhớ là cắt cái mặt này bật phẳng nhé, cắt thật phẳng này.
tiếp theo là chúng ta sẽ bổ trên cành ghép. Mình có thể bổ một vết ở giữa thôi. Ok. Mình sẽ cho cái mắt ghép vào. Nếu cái trường hợp mà mắt ghép với lại cành ghép nó không có bằng nhau ấy, thì chúng ta sẽ cần chỉnh làm sao cho cái phần da nó sẽ, phần vỏ của nó sẽ được tiếp xúc với nhau các bạn nhé. Như vậy thì cái tỷ lệ thành công nó mới là cao được. Có lẽ là như vậy thì nó mới cũng mới đúng cái kỹ thuật ghép, tức là cái lớp biểu bì là phải được tiếp xúc với nhau. Chúng ta chỉ cần lấy một mặt thôi. Nếu mà trường hợp là hai cái thành phần ghép nó không bằng nhau, các bạn chỉnh làm sao cho nó thật hít, nó thật khít, nó được tiếp xúc với nhau thì nó mới thành công các bạn nhé. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ cuộn nó lại bằng ni lông. Ok, thì như các bạn đang nhìn thấy là mình cũng vừa ghép xong. Ở đây thì mình sẽ chỉ ghép 3 mắt thôi. Mình có thể ghép nhiều hơn, nhưng mình sẽ chỉ ghép 3 mắt của cái cây màu vàng, cành mắt ghép màu vàng vào cây màu đỏ. Và bây giờ thì mình cũng sẽ tiến hành là tỉa bớt những cái ngọn này đi, để mà mai sau nó sẽ ra một cái lớp mầm mới, tạo cho cái tán ở trên nó nhiều hơn. Cắt bớt những cái này đi các bạn nhé. Đó, cho nó gọn gàng. Mình thích thì mình có thể là ghép thêm, tuy nhiên thì mình sẽ chỉ ghép 3 mắt thôi. Ok, mình sẽ kết thúc cái video ở đây và mình sẽ chia sẻ cái cây này vào một cái video tiếp theo. Khi mà cái cây này nó đã ra được một cái lớp lộc mới thì mình sẽ có một cái video chia sẻ với các bạn. Các bạn nhớ đón xem nhé. Các bạn nhớ đăng ký để đón xem những cái video tiếp theo của mình nhé.